Thưa quý vị, vụ việc 72 học sinh trường tiểu học Kim Giang, Hà Nội nhập viện với các biểu hiện ngộ độc thực phẩm vừa qua tiếp tục thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh về mối nguy an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Liên tiếp các vụ ngộ độc mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường học xảy ra, khiến các bậc phụ huynh trên khắp cả nước không khỏi bất an về suất ăn bán trú tại các trường học của con em mình. Cũng chung nỗi niềm đó, tại Đà Nẵng, nhiều phụ huynh lo lắng nhưng vẫn phải cho con học bán trú tại trường vì tính chất công việc không có thời gian đưa đón, nấu nướng buổi trưa. Vì vậy, chỉ còn biết đặt niềm tin vào quy trình kiểm tra an toàn thực phẩm của nhà trường. Chuyện mà an toàn thực phẩm trong trường học thì cái này thì thường thường xảy ra cái ngộ độc thực phẩm là do cái nguồn gốc đầu tiên của thực phẩm đến là nhà trường. Thì ngành giáo dục nên kiểm tra trước khi mà cái thực phẩm đến cho các cháu, vì đây là cái mấu chốt để xảy ra những cái vụ việc mà gây ảnh hưởng cho đến là thế hệ học sinh. Hiện nay hình thức cung cấp suất ăn cho học sinh trong trường học, ngoài tự tổ chức nấu tại bếp ăn, sẽ có đơn vị nấu ở ngoài rồi vận chuyển tới trường. Theo quy định, tất cả những hình thức này đều được quản lý chặt chẽ và nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tiếp nhận nguyên liệu đầu vào tại nhiều trường chỉ dừng ở mức kiểm tra giấy tờ liên quan an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc quan sát bằng mắt thường, chưa có biện pháp xét nghiệm y tế. Hầu hết, chỉ khi có vụ việc ngộ độc xảy ra, những mẫu lưu thức ăn tại bếp mới được kiểm tra, đánh giá để tìm nguyên nhân. Ban cũng đã làm việc và có văn bản gửi Sở Giáo dục và cũng như là phòng y tế, phòng giáo dục quận huyện. Thì sau đó thì các đơn vị đó lưu ý rất là quan tâm và chỉ đạo là các cái sản phẩm mà đưa vào để mà cung cấp cho các cháu thì phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và đặc biệt là trong đó là các cái cơ sở mà hiện tại giờ đã tham gia vào cái chuỗi cung ứng mà truy xuất thực phẩm nguồn gốc của Ủy ban thành phố mà do ban chủ trì vận hành, thì phải nói là trong thời gian tới thì ban cũng sẽ làm rất là mạnh vấn đề này để làm sao đó cho các cháu có cái suất ăn được an toàn nhất. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, năm học 2022-2023, thành phố Đà Nẵng đã khởi động lại mô hình bán trú cho học sinh mầm non và học sinh tiểu học để đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cả ngày của trẻ. Chính vì vậy, việc đảm bảo chất lượng bữa ăn cho các em tại trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi nhà trường và các đơn vị chức năng luôn cần phải có kế hoạch kiểm tra giám sát chặt chẽ để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.